Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Cương Audio Lai Châu sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một phương pháp sử dụng DAC rời để cải thiện chất âm cho bộ dàn và gia đình của quý vị mà quý vị hiện đang có. Trong chương trình hôm nay, Cương Audio Lai Châu xin hướng dẫn quý vị sử dụng một đầu MD có chức năng làm DAC rời không cần đĩa mồi để giúp cho quý vị cải thiện chất âm của bộ dàn gia đình được chi tiết tách bạch hơn. DAC hôm nay được sử dụng xin giới thiệu với quý vị đó là DAC Denon 1000, model 1000. Và giới thiệu với quý vị là đối với lại model Denon 1000 này thì chúng ta sử dụng làm DAC rời, không cần phải sử dụng đến đĩa mồi. Sau đây xin hướng dẫn chi tiết quý vị cách thức sử dụng DAC này. Hiện nay thì trên thị trường quý vị biết là đối với những hàng high-end thì người ta sử dụng đầu cơ để xuất tín hiệu từ đĩa CD độc lập, sau đó là chuyển sang tín hiệu sang một DAC rời độc lập. Những bộ đó rất mắc tiền, có giá trị hàng nghìn đô, thậm chí là hàng chục ngàn đô. Với những bộ âm thanh bình dân trong gia đình của quý vị hiện nay thì quý vị chưa hài lòng về độ sắc nét, độ chi tiết thì chúng ta có thể mua thêm một DAC rời như thế này để chúng ta cải thiện cái chất âm. Trước hết xin giới thiệu với quý vị, ở đằng sau ngõ của các ngõ kết nối của MD Denon 1000 này thì nó có đầy đủ các đường kết nối. Thứ nhất, đối với lại ngõ tín hiệu analog thì thông thường ở trên một cái đầu CD cũng như đầu DVD của quý vị thì nó sẽ có đường xuất tín hiệu ra như thế này ạ, như quý vị thấy đây ạ. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái jack đối với lại phương pháp thông thường. Khi gia đình quý vị chưa có điều không có những cái đầu mà nó có tín hiệu quang, đường tín hiệu số thì chúng ta sử dụng những đường analog thông thường như thế này. Chúng ta sử dụng jack AV thông thường cắm vào đường out của đằng sau cái đầu CD hoặc đầu DVD mà gia đình quý vị đang sở hữu. Đấy. Sau đó chúng ta chuyển đầu còn lại của jack AV này. Chúng ta chuyển đầu này vào cổng in. Vào cổng in, quý vị thấy rõ nhé. Vào cổng in của DAC Denon 1000 này. Và sau đó thì chúng ta, quý vị lại sử dụng một cái sợi dây AV tương tự như nữa. Chúng ta kết nối vào ngõ out này. Đấy, tức là đường tín hiệu ra, và cắm xuống dưới ngõ nhận tín hiệu vào của âm ly. Đấy, tức là chúng ta sẽ chuyển như thế này. Đấy, chúng ta sẽ kết nối đầu vào như thế này. Đấy, đối với âm ly. Đấy, thì thay vì chúng ta sử dụng tín hiệu trực tiếp từ đầu CD hoặc đầu DVD của chúng ta xuống âm ly thì nó phải đi qua một bộ xử lý, đó là DAC rời ở ngoài. Đấy, thì đấy là quý vị, đấy là cái phương pháp thứ nhất để tận dụng đối với lại những đầu DVD ở gia đình quý vị hiện nay mà chúng ta không có cái ngõ tín hiệu số cũng như là ngõ quang. Ở đây thì quý vị nhìn thấy rất rõ là đối với lại hai model tôi đang sử dụng ở đây hướng dẫn cho quý vị thì ở dưới đó là CD Sony 228 ESD. Đây là một đầu CD được sử dụng chip giải mã TDA 1541 của Philips của Đức, rất nổi tiếng rồi. Tuy nhiên độ chi tiết thì cũng chưa đạt. Nếu như là chúng ta sử dụng một cái DAC rời này thì nó sẽ cho cái độ chi tiết tách bạch tốt hơn. Ở đây xin giới thiệu với quý vị, ở đằng sau của CD Sony 228 ESD này nó có hai đường tín hiệu số để cho chúng ta lấy tín hiệu đi ra ngoài để cải thiện chất âm. Đấy. Thứ nhất đó là đường cô xoang, quý vị thấy đó là sử dụng một cái cáp đồng trục. Đấy, chúng ta sử dụng một cái cáp đồng trục như thế này. Ví dụ như đây là một cái cáp đồng trục, quý vị mua một cái cáp đồng trục nó tốt một chút, chúng ta cắm vào cái cổng cô xoang này. Đấy, quý vị thấy. Đấy. Và đầu còn lại của cái dây cáp đồng trục đó thì quý vị cắm vào cái cổng này, đây là cổng cô xoang in trên đầu giải mã. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc kết nối đối với lại cái ngõ thứ nhất, đó là ngõ tận dụng ngõ số cô siêu ăn. Chúng ta nên mua những cái cáp đồng trục có
trở kháng là 75 ohm được bán trên thị trường thì nó sẽ cho chúng ta cái tín hiệu của nó tốt hơn. Tuy nhiên đối với những cái dàn âm thanh có tiền thấp thì chúng ta khó nhận biết được sự khác biệt của một cái sợi dây rất tốt và một sợi dây tương đối tốt. Đó là cái ngõ thứ nhất, ngõ thứ hai xin lỗi quý vị, đó là ngõ thứ hai mà chúng ta tận dụng được để kết nối. Và một ngõ nữa thì xin giới thiệu với quý vị, ở trên CD Sony ESD228 này nó có một ngõ nữa, đó là ngõ optical, đó là ngõ xuất tín hiệu số, hay người ta còn gọi là ngõ tia laser. Đấy, quý vị thấy nó màu đỏ đấy. Đấy, chúng ta cắm, chúng ta dùng mua một cái sợi cáp quang để truyền dẫn tín hiệu quang, ở bán trên thị trường rất phổ biến. Đấy, sau khi quý vị cắm vào đường này thì sẽ thấy cái đầu này nó đỏ lên như thế này. Đấy, quý vị thấy đấy. Đấy, quý vị thấy đấy. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, đấy, tín hiệu quang thì chúng ta sẽ cắm vào cổng optical in. Đấy, trên này DAC này nó có sử dụng hai cổng để kết nối, đó là coaxial 1 và coaxial 2, optical 1 cũng như optical 2. Và cái dây tín hiệu thì quý vị cắm, thay vì cắm trực tiếp từ đầu thì chúng ta cắm vào cổng tín hiệu out của DAC, sau đó chúng ta chuyển xuống cổng nhận tín hiệu vào của âm ly. Đấy, như vậy là cái phần cắm kết nối chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thử kiểm tra chất âm sau khi chúng ta sử dụng DAC rồi. Trước hết quý vị thấy là chúng ta cho đĩa vào và chúng ta play nó bình thường. Đấy, đấy, xin chọn một bài có giọng của Hoàng Oanh để thu âm trước năm 75 để quý vị cùng thưởng thức. Và ở trên MD1000 này là DAC rồi này, chúng ta sử dụng chọn cổng. Nếu như chúng ta cắm vào optical 1 thì chúng ta xoay cái nút này về optical 1. Nếu chúng ta chọn coaxial thì chúng ta chọn coaxial, tức là chúng ta sẽ chọn cái cổng tương ứng. Quý vị nếu có điều kiện quý vị sẽ nghiên cứu thêm. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào exit monitor này. Đấy. Chúng quý vị sẽ thấy hai cái đèn tín hiệu, hai dải LR, tức là hai file stereo nháy. Như vậy là cái đầu MD đã hoạt động bình thường. Và lúc này quý vị chỉ việc bật âm ly lên và nghe ạ. Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Lạnh đành trên sóng nước mong manh, vào đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vì tuyến. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dương. Ơi ơi hò, dòng sông đẹp lắm anh ơi, ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ. Như vậy là quý vị thấy rất rõ là khi chúng ta sử dụng đường tín hiệu quang và cấp cho giải mã DAC rời này thì nó cho chúng ta cái âm rất là sáng, chi tiết, tách bạch. Ở đây Cương Audio Lai Châu có sử dụng một âm ly Sansui cổ, G-Cyber cổ, đó là âm ly Sansui 5050, đánh với một loa Nova 8B của Mỹ. Đấy, thì sau đây thì sẽ giới thiệu với quý vị là cách chúng ta sử dụng, có thể tận dụng được cái đường đường số optical đằng sau của giải mã. Nếu như chúng ta sử dụng đường quang này
thì nó cho tín hiệu sẽ sạch sẽ hơn đường optical, đường xin lỗi quý vị, đường coaxial này, đường optical này thì sẽ sạch sẽ hơn đường coaxial. Tuy nhiên thì khi mà theo đánh giá của những anh em chơi audio lâu năm ấy, thì đường coaxial này thì sẽ cho chúng ta cái chất âm nó sẽ trầm ấm hơn. Tuy nhiên độ chi tiết tách bạch thì không bằng đường quang này. Nhưng cái việc mà tái tạo âm hình, mà cái việc mà nó tái hiện lại cái sân khấu, nó tạo cho quý vị một cái cảm giác là chúng ta đang được ngồi trực diện trước sân khấu, thì chúng ta sử dụng đường coaxial này nó sẽ tái hiện âm hình tốt hơn. Còn nếu khi chúng ta sử dụng đường này thì nó sẽ cho chi tiết tách bạch hơn, và đặc biệt là cái tiếng của ca sĩ thì nó sẽ rõ nét hơn. Tùy theo cái nhu cầu và cái gu của quý vị mà quý vị có thể lựa chọn cái đường tín hiệu nào đấy nó phù hợp cho cái sở thích của mình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và mọi nhu cầu của quý vị xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại số điện thoại của Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.